Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Giang Stock Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh Để em có thể ra được nhiều video tốt hơn Để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo Thì hôm nay vờ điên chúng ta vẫn tiếp tục giao dịch với những biên độ tương đối hẹp Tái tích lũy và sai quay Quanh những vùng 1327 đến vùng 1354 điểm là những vùng cân bằng cung cầu Giữa nhà đầu tư mua và nhà đầu tư bán Và cụ thể với hôm nay Vờ điên đế chúng ta giảm 3,88 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1.341,43 điểm. Giá trị giao dịch thì có những sự tăng cao hơn so với ba phim vừa rồi là 23.110 tỷ đồng. Và hôm nay chủ yếu là lực cung bán ra nhiều hơn, lực cầu và lực cung bán ra từ đâu? Em đánh giá chủ yếu đến từ các anh chị đầu tư cá nhân. Tại vì các anh chị cũng biết rằng ấy là trong tuần này là thị trường của chúng ta nó sẽ có hai cái sự kiện quan trọng. Thứ nhất là đáo hạn phái sinh vào ngày thứ năm và thứ hai là cơ cấu quỹ vào ngày thứ sáu và khi hai sự kiện nó xảy ra thì có rất nhiều anh chị đầu tư về chừng đối với thị trường cũng như là sợ thị trường chúng ta biến động mạnh nên đã có yếu tố chốt lại trong phiên hôm nay dẫn đến rất nhiều mã cổ phiếu của Midcap nó bị giảm điểm rất là mạnh cụ thể là những mã cổ phiếu bị đu bám nhiều như KBC này giảm đến 5,81% ngoài ra còn có những cái mã cổ phiếu như con NDN cũng đang bị giảm liên tục trong những phiên gần đây nhưng hầu hết những mã phiếu Midcap hiện tại nó cũng đã về nền rồi nên em cũng kỳ vọng những mã cổ phiếu Midcap này nó sẽ cân bằng trong giai đoạn tiếp theo để có thể tạo ra một chu kỳ sống mới và hôm nay thì thị trường chúng ta cũng có thể thấy được những hành động của tổ chức là họ đang neo giữ lại chỉ số của thị trường rất là tốt bằng cách kéo những cái mã cổ phiếu xa lạ với chúng ta như là con Sapeco này. Hôm nay tổ chức họ đổ tiền vào để họ có thể là neo giữ chỉ số thị trường và kéo lên gần như là trần tăng 6,67%. Ngoài ra có thêm những mã cổ phiếu như là VIC này và mã cổ phiếu Vinamilk cũng được tổ chức họ có thể là kéo lên để có thể neo lại chỉ số của thị trường. Thì đó là ý chí của tổ chức họ cũng đang giữ chỉ số của thị trường cân bằng rất là mạnh mẽ thì giai đoạn này chúng ta cũng phải kỳ vọng thì chúng ta nó đi ngang thêm một thời gian nữa tại vì ở những cái vùng này nó gặp lại những áp lực cung tương đối là lớn nên nó phải cần có những áp lực cầu vào để có thể hấp thụ hai cái lực cung do các nhà đầu tư nào mà đang kẹp hàng này bán ra do cái đầu tư nào mà đang có lãi này chốt ra thì khi cầu nó tụ hết hai lượng cung đó thì thị trường của chúng ta mới có thể tăng được nên em cũng kỳ vọng thì chúng ta nó sẽ cân bằng thêm một thời gian nữa và giai đoạn hiện tại thì thị trường của chúng ta cũng đang có những sự phân hóa về dòng tiền tương đối là thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nhìn vào dòng tiền để chúng ta có thể là chọn cổ phiếu để chúng ta đầu tư thì hôm nay anh chị cũng thể thấy rằng ấy là dòng tiền vào mạnh nhất đến từ dòng gọi là dầu khí đúng không ạ và những cái mã cổ phiếu của dòng dầu khí thì em cũng đã khuyến nghị các anh chị đầu tư trong những cái video hôm trước rất là nhiều lần rồi nếu các anh chị nhìn lại những cái video hôm trước ấy thì em cũng đã khuyến nghị các anh chị đầu tư về cái điểm mua của mã cổ phiếu của dòng dầu khí đặc biệt là cái con BVS này đúng không ạ? À? Nếu các anh chị đầu tư nào mà theo dõi video của em thì anh chị sẽ mua được những cái mã cổ phiếu như là con BVS này ở những vùng giá rất là tốt và khi các anh chị đầu tư mua thì các anh chị phải biết vì sao các anh chị đầu tư mua thì bởi bây giờ em cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị đầu tư cách tìm điểm mua của một mã cổ phiếu ví dụ như các anh chị nhìn vào mã phiếu BVS này đi thì đầu tiên các anh chị phải nhìn vào trên like của nó thứ nhất là anh chị nhìn vào xu hướng của nó xem nó có phải là một cái xu hướng tăng hay không thứ nhất các anh chị nhìn vào thì nó là một cái xu hướng tăng về trung và dài hạn và khi nó là xuống tăng thì anh chị phải chọn điểm mua sao cho hợp lý thì các anh chị mới có thể chọn được cái điểm bán tốt được thì giai đoạn này anh chị thấy này cái mà cổ phiếu bvs này nó đang có những cái mẫu hình gọi là gãy nền rũ đúng không à? cũng như có những yếu tố này nó quay lại nó retest đáy tương đối là thành công và khi có những yếu tố quay lại retest đáy thành công này thì nó tạo ra những cái phiên gọi là cạn cung đây yếu tố mà có những yếu tố nó gặp kháng cự nhưng nó quay lại retest nền của nó này thì các anh chị thấy một điều rằng là cạn cung đúng không ạ và khi nó cạn cung như thế này thì lực cầu vào thì sao thì giá nó sẽ tăng thì cái đó là quy lực về cung cầu thì các anh chị cũng có thể là nhìn lại giai đoạn phía trước nó đánh giống như những cái giai đoạn gọi là tháng 3 với cái tháng 5 này này nó đánh mẫu hình tương tự như thế thôi mẫu hình là vai đầu vai ngược đúng không ạ sau đó xác nhận và bắt đầu đi lên thì giai đoạn này các anh chị thấy này vai đầu vai ngược xác nhận đúng không ạ đây là phiên xác nhận này là đây là những phiên điểm vào của anh chị đầu tư này tại vì sao lại có những yếu tố lặp đi lặp lại của những mẫu hình như vậy tại vì các anh chị biết rằng ấy là trong thị trường chứng khoán này chu kỳ tâm lý của anh chị đầu tư luôn luôn có những sự lặp đi lặp lại nên những mẫu hình này luôn luôn lặp đi lặp lại trong thị trường này nên các anh chị đầu tư nào mà chú ý vào những mẫu hình ở giai đoạn phía trước ấy là vai đầu vai ngược thì anh chị sẽ bắt được những cái điểm gọi là nó điều chỉnh với khối lượng thấp này thì anh chị có thể là vào được giống như giai đoạn này này nó điều chỉnh nhưng mà ở đây các anh chị thấy này cái khối lượng có ai, có còn ai bán ra nữa hay không đúng không ạ nếu mà ở đây các anh chị đầu tư đang nắm giữ lượng hàng ở những vùng này đi hay kẹp hàng vùng này đi đúng không ạ thì các anh chị thấy khi mà thị trường ta hay là những mã phiếu này nó có những yếu tố điều chỉnh về vùng kháng cự mà nếu mà anh chị đầu tư còn cầm hàng sao các anh chị sợ hãi cái anh chị bán ra nhưng vùng này anh chị thấy này vô lâm nó thấp thì sao thể hiện các anh chị đầu tư không còn hàng và chủ yếu vùng này tổ chức họ nắm hàng nhiều hơn nên hôm nay có nhiều yếu tố họ kích cầu thì mã phiếu này nó sẽ tăng và hôm nay là điểm mua chính của con BVS còn bây giờ các anh chị có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ đối với mã cổ phiếu này thôi thì trong những cái rung khuyến nghị của em em cũng tham gia những mã cổ phiếu BVS với những điểm mua rất là tốt thì những cái lúc mà em lên khuyến nghị các anh chị đầu tư trên cái YouTube của em ấy thì anh chị cũng có thể thấy rằng ấy là em cũng có khuyến nghị các anh chị đầu tư của em ấy vào lấy mã cổ phiếu này này BVS này lấy giá đâu khoảng là 26 năm cũng như là mục tiêu là 29 năm thì tại vì sao em lại lấy tại vì em biết à, mã cổ phiếu này nó có những yếu tố là cạn cung rồi nên chúng ta sẽ vào lấy thôi cũng như em cũng đã khuyến nghị trong những video hôm trước rất là nhiều lần và tiếp theo là chúng ta sẽ đi qua những cái mã cổ phiếu như là con BSR đi BSR thì nó cũng đang tạo ra mẫu hình như cái con gọi là BVS thôi dòng tiền hôm nay vào nhưng nó không vào mạnh bằng con BVS tại vì sao không có những cái lượng tiền vào mạnh bằng con BVS tại vì ở đây anh chị thấy này anh chị nhìn vào volume thì ở bên này nó có những yếu tố gì ạ ở volume ở vùng này nó có những yếu tố lớn này chứng tỏ đây này có rất nhiều anh chịu tư kịp hàng này đúng không ạ à? và khi có rất nhiều anh chịu tư kịp hàng mà ở trên đây nó đánh lên một xíu sao rất nhiều nhà đầu tư trên đây này bán ra cũng như nhà đầu tư nào mà đang có lãi này khi mà thấy gặp kháng cự cũng có những yếu tố bán ra thì dẫn đến mạo phiếu này có nguồn cung lớn hơn nó đến từ những vùng này nên mạo phiếu này nó sẽ cần một cái thời gian nó cân bằng thêm nó mới có thể đánh lên được nên chị lưu ý có thì nắm giữ đối với BSR tiếp theo là những mã phiếu như con con bé này đi con bé thì nó là kênh trên xuống rồi và nó là kênh trên xu hướng nó cũng có một cái vùng tái tích lũy và xoay quay tương đối là lâu cái vùng tái tích lũy và xoay quay của nó nó cũng kéo dài từ tháng 3 đúng không Nó kéo dài từ tháng 3 cho đến tháng 8 và khi nó kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 này thì thể hiện một cái yếu tố gom hàng của tổ chức đâu đó khoảng là 5 tháng và khi tổ chức họ gom hàng 5 tháng thì cái việc mà họ kéo lên đâu khoảng là 1 đến 2 tuần như thế này thì cái việc mà họ phân phối hàng ra là chưa thể. Tại vì các anh chị biết ấy là trong vùng này này thì tổ chức họ sẽ thể hiện những yếu tố gọi là gom những cái lượng cung hàng do anh chị đầu tư bán ra và những vùng này là những vùng mà chuyển hóa từ những cái lượng hàng các anh chị đầu tư cá nhân sang tổ chức rất nhiều này và vùng này chủ yếu các anh chị đầu tư là chán nản các anh chị bán ra đúng không ạ tại vì anh chị thấy nếu mà anh chị mua một mã cổ phiếu đi ví dụ như anh chị mua đầu tháng 3 đi thì anh chị nắm giữ đâu khoảng đến tháng 8 theo như anh chị hòa vốn hoặc anh chị bị lỗ và khi trong những vùng này này các anh chị thấy cái anh chị hòa vốn hoặc là nắm giữ lâu quá nó không tăng thì sao các anh chị sẽ chán nản và bán ra và khi anh chị bán ra thì sao tổ chức họ sẽ mua vào và khi họ thu mua hết những cái lượng cung do anh chị đầu tư bán ra thì nó sẽ có những yếu tố gọi là kích cầu để tổ chức họ có thể là đẩy giá để có thể là bán ra ở những vùng giá với những yếu tố gọi là những cái vùng giá cao hơn để họ có thể là kiếm lợi nên những vùng này này yếu tố về quy lực về nguyên nhân và kết quả thì vùng này nếu mà tổ chức họ gom lâu như thế này thì yếu tố một hai tuần thì họ chưa đẩy giá xong đâu nên những mã phiếu này có thì cứ nắm giữ thêm và các anh chị phải chờ đợi nó cân bằng thêm thì anh chị mới có điểm mua tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như con BVT đi BVT thì giai đoạn phía trước nó mở gấp ra thì sau đó nó cũng sẽ lắp lại thì cái gap sinh ra để lắp lại giống như giai đoạn phía trước thôi ở đây này gap được sinh ra là sao nó sẽ lắp lại và khi giai đoạn này nó lắp lại với khối lượng thấp và xuất hiện một phiên tích cung thì đây là một cái điểm mua để cho anh chị đầu tư có thể là tham gia đây các anh chị cũng thể thấy này khi mà một cái mã cổ phiếu nó cân bằng và xuất hiện phiên tích cung thì anh chị có thể tham gia được ví dụ như con bé này đi đây các anh chị cũng thể thấy này khi mà có những yếu tố mà nó cân bằng được đây yếu tố mà có những yếu tố cân bằng và các anh chị nhìn vào lực cung của nó này, có yếu tố cạn về lực cung và sau đó xuất hiện một phiên test cung. Đây là cái phiên để anh chị có thể tham gia và các anh chị mua vào sao. Thì cái phiên tiếp theo của nó sẽ là một phiên tăng điểm. Thì con BVT hiện tại nó cũng tương tự là như thế, nó xuất hiện một phiên test cung. Đúng không ạ? Giảm điểm vào đầu phiên sau đó cuối phiên kéo lên lại chứng tỏ lực cung nó đã cạn dần thì sao. Bắt đầu lực cầu vào nó sẽ tăng nên lưu ý đối với BVT có thể tham gia giải ngân quanh vùng giá 24.3. OIL thì anh chị quan sát thêm thôi, tại vì vùng này nó cũng chưa có những yếu tố dòng tiền vào mạnh mẽ, nên các chị cứ tiếp tục quan sát đối với mã phiếu này và chờ đợi những yếu tố cân bằng thì anh chị mới có điểm mua. Còn điểm mua hôm nay nó cũng đã qua rồi. BBLC thì hiện tại nó cũng đã có những yếu tố nó quay lại nó retest đỉnh trước của nó, nhưng nó quay lại retest trong hai phiên gần đây thì cái lực cung của nó cạn dần, nên chị lưu ý có thì cứ nắm giữ thôi và chờ đợi những cái điểm cân bằng phía sau để anh chị mới có thể tham gia giải ngân tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con BLX đi. Con BLX thì hiện tại nó là kênh dưới xu hướng và những cái mã cổ phiếu kênh dưới xu hướng ấy và khi nó đi lên ấy thì nó sẽ gặp lại kháng cự trước. Và, và khi gặp lại kháng cự trước thì sẽ có những lực cung bán ra. Và khi mà lực cung bán ra thì yếu tố điều chỉnh sẽ xảy ra nên chị thấy này, hầu như những cái mã cổ phiếu dầu khí hôm nay tăng, còn những mã phiếu này nó điều chỉnh là sao ạ? À? Tại vì nó gặp lại kháng cự trước của nó nên đây là những yếu tố về quy luật cung cầu thôi nên những mã phiếu này có thì cứ nắm giữ hoặc là canh tăng để anh chị có thể hạ ra và có thể đảo qua một cái mã cổ phiếu kênh trên để anh chị có thể đánh để có thể rỡ gặp kháng cự hơn còn những mã phiếu như BVD thì nó cũng tương tự như những cái mã cổ phiếu như con BLX thôi thì nó cũng là kênh dưới nên hầu như những mã cổ phiếu kênh dưới thì nó đều yếu hơn những mã cổ phiếu kênh trên nên anh chị có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm tiếp tục là đối với những cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản đi thì hiện tại dòng bất động sản thì em thấy có con DRH này hôm nay nó cũng tương đối mạnh so với dòng tại vì anh chị cũng thấy thấy này hầu như hôm nay có rất nhiều mã cổ phiếu của dòng bất động sản nó điều chỉnh nhưng con DRH này này anh chị thấy một điều rằng ấy là nó có những yếu tố nó xanh đúng không ạ ngoài ra nó còn tạo ra một cái mẫu hình rất là đẹp đó là một cái mẫu hình gọi là cờ đúng không ạ cờ đuôi nheo đúng không ạ ở đây anh chị thấy này một cái dòng tiền lớn vô đánh lên thì dòng tiền này là dòng tiền của ai thì thêm đánh giá tự nhiên ấy mà có một cái yếu tố nó đang đi xuống như thế này và sau bắt đầu này có những dòng tiền này lớn đánh lên thì chủ yếu dòng tiền này là những dòng tiền của tổ chức họ đổ vào để họ đánh và mã phiếu này anh chị cũng thể thấy, thấy này nó bứt phá khỏi những cái trên like giảm điểm của nó và nó đang tạo ra mẫu hình gì à? đây mẫu hình vai đầu vai ngược và mẫu hình nhỏ của nó là mẫu hình cờ đuôi nheo và khi nó tạo ra mẫu hình này thì 80 phần trăm xác sức là những phiên tiếp theo nó sẽ bật tăng đây thì ví dụ như giống như mẫu hình nào ạ à? đây các anh chị thấy này nó giống như mẫu hình này đúng không ạ à? tiền lớn vào đánh này sau đó xuất hiện này mẫu hình cờ đuôi nheo đúng không ạ à? nó cân bằng và đi xuống thì sau đó sẽ dòng tiền lớn lên hai giai đoạn phía trước này nó cũng tương tự như thế thôi các anh chị thấy này dòng tiền lớn vào đánh này đúng không ạ sau đó nó tạo ra mẫu hình gì ạ à? đây nó tạo ra mẫu hình cờ đuôi nheo đúng không ạ thì bắt đầu sao ạ à? sẽ có một cái dòng tiền lớn vào đánh lên nên anh chị lưu ý đối với con DRH trong giai đoạn sắp tới đây đúng không ạ các anh chị có thể đánh ngắn đối với mã phiếu này và hiện tại còn những mã phiếu nào nữa ạ à? còn mã phiếu KBC thì hôm nay nó điều chỉnh rồi và hiện tại nó đang có xu hướng nó quay lại nó lắp ráp thôi và 80% mã phiếu này nó sẽ quay lại lắp gáp tại vì sao hôm nay lực bán tương đối là mạnh và hôm nay lực bán chủ yếu là do các nhà đầu tư đua bán quá nhiều đối với mã phiếu KBC nên tổ chức họ phải rủ về lắp gáp cũng như là cân bằng vùng này để họ thấp thụ hết những lượng cung do các anh chị nhà đầu tư cắt lỗ và đều bán ra thì họ mới bắt đầu họ đánh lên được tại vì vùng này các anh chị thấy này rất nhiều nhà đầu tư mà nắm giữ mã phiếu gọi là KBC này thì làm sao tổ chức họ có thể đánh lên được đúng không ạ tại vì cái lượng cung còn trong tay của các nhà đầu tư cá nhân nhiều nên họ đánh lên thì sao sẽ bị chốt lại ra nên cái việc họ cần là họ rủ bỏ các anh chị đầu tư để có thể là nó tạo ra những vùng cân bằng thêm sau đó họ thấp hộ lại lượng cung để thì họ mới có thể tiếp tục họ đánh lên được nên kbc này các anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát chờ đợi những yếu tố cân bằng hơn thì anh chị sẽ có đi mua còn những cái mã cổ phiếu như con asm thì sao asm hiện tại nó cũng đã bứt phá của những trên lai giảm của nó rồi đang cân bằng trở lại qua những vùng đỉnh trước của nó thì vùng này anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm thôi tại vì vùng này lực cung bán ra cũng không nhiều lắm tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như con con D2D này thì các anh chị cũng có thể là chú ý đối với con D2D tại vì sao chú ý tại vì ở đây nó cũng là vùng tái tích lũy và xe quay nếu vùng này mà nó cân bằng lại được thì khả năng mã phiếu này nó sẽ tiếp tục đánh lên tại vì dòng tiền lớn của nó cũng đã vào đối với mã cổ phiếu D2D này rồi nếu mà phiếu này nó cân bằng thêm một vài phiên nữa thì anh chị sẽ có thể có điểm giải ngân còn bây giờ anh chị cứ tiếp tục quan sát và các anh chị thêm vào cái watchlist để anh chị có thể theo dõi đối với mã phiếu này tại vì giai đoạn này nó cũng có những yếu tố này nó tạo ra những cái điểm cân bằng này đúng không ạ à? cũng như nó đang tạo ra những yếu tố rủi bỏ rất nhiều nhưng ở đây nhìn về cái lượng cung của nó thì nó đang cạn dần chứ không phải là cái cái vùng cung của nó đang gia tăng nên khi mà cái lượng cung của nó đang cạn dần như thế này này yếu tố tích lũy đủ lâu như thế này thì những vùng cân bằng này là những vùng các anh chị có thể là canh để anh chị có thể là giải ngân nên lưu ý đối với D hay D trong giai đoạn sắp tới thì cái mẫu hình này các anh chị nhìn nó giống tương tự như con gì ạ à? con IDC các chị thấy này nó tương tự như con IDC thôi đúng không ạ à? khi mà có những yếu tố này có dòng tiền lớn vào đánh nè mà nó bắt đầu nó cân bằng được thì sao nó tiếp tục nó sẽ đánh lên nên con d d các anh chị chú ý được còn những cái mã cổ phiếu như con KDH thì hiện tại thì có thì nắm giữ thôi tại vì mẫu hình này là mẫu hình gãy nền rũ thì những phiên hôm trước em cũng khuyến nghị anh chị đầu tư mua ở điểm này rồi đúng không ạ à? đây là những cái điểm mua chính của con KDH này thì có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm bây giờ nó cũng gặp lại những cái vùng gọi là đỉnh trước của nó rồi thì khả năng nó sẽ tiếp tục nó tái tích lũy thêm một thời gian nữa thì anh chị sẽ có điểm mua Tiếp tục là những cái cổ phiếu như con SSC. SSC thì đang có những yếu tố gọi là nó quay lại, nó retest lại cái định trước của nó. Hôm nay lực cung cũng không lớn lắm nên chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. Những cái mã cổ phiếu như CRE này, CRE thì chủ yếu nó đang trong quá trình phân phối. Thì có thì chị cứ tiếp tục nắm giữ và canh những cái yếu tố tăng điểm để chị bán. Chứ không phải là những cái điểm để anh chị mua nữa. Tại vì ở đây nó có những yếu tố nó gia tăng về lượng cung rồi này. Anh chị nhìn vào vùng này này, tại vì sao? cái volume của nó tăng ấy nhưng mà giá của nó lại không tăng đúng không ạ volume tăng này nhưng mà giá tại sao không tăng tại vì ở đây này tổ chức họ bán ra nhiều hơn đem ví dụ cụ thể cho anh chị đầu tư như là con VIP đi các anh chị thấy là nó, nó đang đi ngang như thế này mà anh chị thấy này nó nổ volume nhưng giá nó không tăng thì anh chị thấy ở đây lực cung bán ra nhiều hơn hay lực cầu bán ra nhiều hơn đúng mà lực cung lớn hơn thì sao thì bắt đầu giá nó giảm nên anh chị lưu ý đối với con CRE có thì nắm giữ vật canh nó tăng để bán chứ không phải là điểm để mua nữa còn những cái mã cổ phiếu như con con Novaland đi, Novaland thì nó đang tiếp tục tái tích lũy và sideway thôi. thì mẫu hình của con này chủ yếu là mã cổ phiếu này nó bo cung, nên hầu như mã phiếu này nó không có điểm mua cho anh chị đầu tư. có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm. chứ mã phiếu này chúng ta cũng không phân tích được, tại vì nó rất là bo cung, tại vì chủ yếu là tổ chức họ nắm giữ lượng hàng và họ kê những cái biên độ lệnh để cho họ có thể là tạo ra những yếu tố chán nản cho anh chị đầu tư. cũng như là mã phiếu này chúng ta phải quan sát, chứ chúng ta phải chờ đợi mà mua mã phiếu này thì sẽ rất là lâu. tiếp theo là những cái mã cổ phiếu như con BAI đi, BAI thì nó trong giai đoạn gọi là chạy nước rút rồi thì anh chị sẽ không còn những cái điểm mua. Tại vì sao nó lại chạy mạnh như này? Tại vì anh chị phải nhìn vào cái giai đoạn phía trước của nó này, nó tích lũy rất dài nên cái việc chạy mạnh là việc hết sức bình thường. Như con KBC giai đoạn phía trước anh chị thấy này. Yếu tố tích lũy nền dài sao? Thì yếu tố nó đánh lên rất là mạnh thì con BAI nó cũng tương tự như thế. Nhưng vùng này nó cũng đã đánh từ những vùng nền của nó lên bao nhiêu phần trăm rồi ạ? À? 170% trăm. anh chị có thì nắm giữ thôi chứ vùng này không còn điểm mua để anh chị tham gia. Tại vì anh chị mua tham gia sẽ rất rủi ro Em ví dụ như con VIC đi Trong giai đoạn phía trước ấy Thì nó có những yếu tố này nó cân bằng Cũng tương đối là lâu đúng không ạ Nó cân bằng đâu khoảng là từ tháng 10 cho đến là tháng 3 Đâu đó khoảng là 7 tháng đúng không ạ 6 đến 7 tháng Thì nó cũng có những yếu tố nó chạy nước rút như thế này này và khi anh chị thấy nó chạy nước rút là những điểm anh chị bán chứ không phải là điểm các anh chị mua và khi anh chị mua ở những cái điểm chạy nước rút thì sao mà thị trường có những yếu tố nó xấu nó điều chỉnh sao hay nó sẽ giảm mạnh như thế này này thì anh chị sẽ rủi ro nhiều nên chị quan sát đối với BAI thôi thì hầu như dòng 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 bất động sản thì anh chị chú ý đối với con DRH cũng như là con D2D trong giai đoạn sắp tới còn những cái mã cổ phiếu kia thì anh chị cứ tiếp tục quan sát và nắm giữ thêm tiếp theo là những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng đi ngân hàng thì giai đoạn này nó cũng có những yếu tố nó điều chỉnh hầu như những mã phiếu ngân hàng nó điều chỉnh với volume thấp thôi thì chủ yếu giai đoạn này nó cũng càng cung và cũng như ấy là thị trường chúng ta nó muốn tăng hay chỉnh gì nó cũng phải chờ đợi theo những cái dòng ngân hàng này có những yếu tố dòng tiền vào hay không nhưng hầu hết những cái mã phiếu của dòng ngân hàng chưa có dòng tiền giàu và chủ yếu nó đang điều chỉnh và nó căng cân bằng thêm thôi nên con ABB này anh chị có thì cứ nắm giữ thêm thôi nó cũng đang tiếp tục sai quay trong những cái vùng vùng hình tam giác của nó thôi ACB thì vẫn tiếp tục gọi là cân bằng nhưng lượng cung cũng giảm dần nên có thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ và khả năng của nó cũng sẽ có những cái nhịp phục hồi quanh những cái vùng 34 hoặc là 346 đến chịu thể canh hạ ra còn bây giờ điểm mua thì chưa có và điểm mua tốt đối với một mã cổ phiếu là các anh chị không phải các anh chị mua ở những vùng đáy này đâu mà anh chị mua tốt đó, đối với một mã cổ phiếu là anh chị phải mua quanh những cái vùng gọi là kháng cự yếu nhất của nó là ở những cái vùng gọi là đây khi mà có những yếu tố gọi là nó điều chỉnh đúng không ạ à? và không phải là anh chị mua ở những cái vùng gọi là này và khi anh chị mua vùng này anh chị thấy này đợi nó phục hồi về đỉnh thì nó sẽ rất là lâu mất từ 3 đến 4 tháng nhưng mà anh chị nhà đầu tư ấy, mua ở những cái điểm mua gọi là kháng cự yếu nhất của nó là những vùng tích lũy quanh những vùng kháng cự trước của nó hay sao ạ? À? thì anh chị sẽ được một cái chu kỳ lại rất là nhanh cũng như là anh chị sẽ không chờ đợi lâu và anh chị thấy này cái điểm mua của nó là điểm nào ạ à? đây là những điểm cân bằng của nó và đây là điểm mua nếu một nhà đầu tư thông minh thì người ta sẽ mua điểm này và người ta sẽ bán ở những giai đoạn gọi là chạy nước rút đây là những cái giai đoạn gọi là người ta bán này chạy nước rút người ta bán sau đó người ta sẽ mua vùng nào có phải người ta mua vùng đáy này hay không không người ta sẽ mua tiếp tục là mua ở những điểm này đó là những điểm các nhà đầu tư thông minh người ta mua và người ta bán ở những điểm chạy nước rút còn những vùng này là chủ yếu là anh chị quan sát và quan tâm thêm thôi chứ chưa có điểm mua đối với con acb đâu còn những cái mã cổ phiếu như bid thì sao bid vẫn tiếp tục là một mã cổ phiếu kênh dưới xu hướng và mã phiếu này muốn đánh lên thì nó cần một cái lượng tiền đủ lớn mới có thể là bứt phá khỏi những xu hướng giảm của nó ví dụ như dòng tiền lớn như này thì nó mới có thể là bước vào một cái trên lai tăng được còn bây giờ có thì chị cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm thôi và mã phiếu này khả năng cũng sẽ điều chỉnh về những cái vùng gọi là đáy trước của nó để quay lại retest đáy và khả năng retest đáy của mã này rất là cao tại vì ở đây nó rủ về đây mà các chị thấy lượng con bé như thế này thì sao ạ à? thì chủ yếu cũng không còn ai nắm hàng nhiều chủ yếu là tổ chức họ nắm hàng nhiều thôi nên chị cứ quan sát thêm đối với bid chờ những điểm cân bằng thì chị mới thể tham gia còn những cái mã cổ phiếu như con uh, tiên phong banh này cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mạnh của dòng ngân hàng này hầu như những mã phiếu ngân hàng khác thì có những yếu tố gọi là gãy rũ và chưa tìm đến những vùng đỉnh trước của nó nhưng mã phiếu này nó tìm trước tìm đến những vùng đỉnh trước của nó thì chứng tỏ những mã phiếu này là những mã phiếu mạnh và có những dòng tiền vào rồi thì chỉ có thì cứ nắm giữ thêm thôi nếu những mã phiếu này nó cân bằng thêm đâu khoảng là 3 đến 4 phiên nữa thì anh chị có thể tham gia đối với tiên phong banh còn những cái mã cổ phiếu như vibank này nó cũng tương tự như con tiên phong banh thôi nhưng hiện tại nó cũng đang tái tích lũy cũng như nó đang cân bằng quanh những cái vùng kháng cự trước của nó hôm nay cái lực cung bán ra cũng không nhiều nên chị cũng phải chờ đợi thêm những yếu tố cân bằng của nó thì chị sẽ có điểm mua còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát đối với VBank tiếp tục là MSB này MSB hôm nay nó cũng có những yếu tố nó cân bằng và cạn cung như thế này thì chị có thể chú ý được đối với mã cổ phiếu này và khả năng mạo cổ phiếu này nó cũng sẽ có những nhịp đánh lên để về những vùng kháng cự trước của nó nên chị quan sát đối với mạo phiếu này cũng có thể là giải ngân thăm dò đối với mạo phiếu MSB này quanh 28.8 để có thể là đánh một cái yếu tố gọi là đánh ngắn đối với mạo phiếu MSB tiếp theo là cái dòng mà công nghệ đi công nghệ thì anh chị chú ý giúp em là cái con FPT tại vì sao chú ý đối với con FPT tại vì hiện tại nó là một trong những mạo cổ phiếu tăng trưởng tôi nói là mạnh và nó tạo ra những mẫu hình gọi là nền tảng trong nền tảng dài như thế này và anh chị thấy mẫu hình này nó xuất hiện trong mã phiếu nào các anh chị nhìn qua con DGC giai đoạn phía trước thì anh chị thấy rõ ràng nó xuất hiện trong mẫu hình của con DGC đúng không ạ à? và những mã cổ phiếu như FPT này này là một trong những mã phiếu anh chị có thể mua và nắm giữ về trung hạn được. Tại vì ở đây anh chị thấy này yếu tố thì chúng ta nó giảm điểm nhưng mã phiếu này nó có giảm nhiều hay không? FPT giảm 0,53% và lực cung ở vùng này này có còn nhiều hay không? Hay là chủ yếu anh chị đầu tư chán nản anh chị bán ra và vùng này em đánh giá là rất nhiều đầu tư chán nản bán ra đối với mã phiếu FPT rồi. Và khi anh chị đầu tư càng chán nản sao thì tổ chức họ mới có thể dễ dàng họ mua lại những cái lượng hàng do anh chị đầu tư nắm giữ. Và khi họ gom đủ hàng thì sao họ sẽ bắt đầu họ đánh lên. Nên lưu ý mã phiếu này mặc dù nó tăng chậm nhưng nó sẽ rất an toàn để anh chị có thể là nắm giữ đối với FPT nên chị có thể là tham gia đối với FPT quanh vùng giá 93 là những vùng giá lý tưởng nên chị có thể là đánh về trung hạn còn những mà phiếu như CMG thì những cái phiên hôm trước cũng đã khuyến nghị anh chị mua những cái điểm tết cung này rồi đúng không ạ à? còn bây giờ nó đã tăng thì anh chị không còn để mua các anh chị cứ quan sát thêm thôi tại vì ở đây nó có những yếu tố tích lũy nền dài thì khả năng nó cũng sẽ tiếp tục nó tăng nó khoảng là 62 đến 65 tại vì nó tăng nó tích lũy dài thì sao thì nó sẽ tăng mạnh thôi cũng như đó là những quy luật về nguyên nhân kết quả trong thị trường này rồi tiếp theo là những cái mã cổ phiếu của dòng thép đi thép thì những mã phiếu như HPG thì nó đang có những yếu tố điều chỉnh thì nó tăng đến vùng kháng cự thì yếu tố chốt lại sẽ xảy ra hay HSG cũng tương tự như thế thì những mã phiếu này các anh chị phải chờ đợi thêm một thời gian nếu nó cân bằng quanh được những vùng đỉnh thì anh chị có thể là tham gia giải ngân còn nếu nó không cân bằng được thì các anh chị cứ quan sát tiếp thôi tiếp theo là Nam Kim này Nam Kim cũng là tương đối mạnh đối với dòng thép này nó cũng là trên lai tăng này và nó cũng chưa có giai đoạn chỉ nước rút nên anh chị nắm giữ thêm được chờ đợi thêm những yếu tố nó cân bằng thêm đó khoảng là 4 đến 5 phiên nữa thì anh chị có thể tham gia giải ngân còn con TVN này cũng là một cái yếu tố chạy sao so với dòng thép của nó thì TVN này các anh chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thì mã phiếu này em đánh giá nó cũng sẽ tiếp tục nó retest lại quanh cái định của nó hai ba lần nữa thì anh chị sẽ có điểm mua và dòng thép chủ yếu là anh chị nắm giữ còn điểm mua thì chưa có tiếp theo là về dòng thương mại đi thương mại thì có con DJ World hôm nay cũng đánh tím rồi nó cũng vào giai đoạn chạy nước lúc rồi nên chị có thì cứ tiếp tục nắm giữ thêm và quan sát thêm một thời gian nữa hiện tại điểm mua thì chưa có mã phiếu này nó cũng đánh theo giống như con con HAH anh chị nó đánh theo mẫu hình này nền tảng trong nền tảng này sau đó nó có nhiều tiền lớn vào và nó đánh lên rất là mạnh nên quan sát thêm đối với con DJ World này điểm mua thì chưa có mà WG, nó cũng đã có những yếu tố tạo ra mẫu hình hai đáy nó bứt phá điểm này thì hiện tại cũng đã qua điểm mua có thì cứ tiếp tục nắm giữ thêm thôi thì nhìn chung thị trường của chúng ta hiện tại thì muốn tìm những mạo phiếu có điểm mua thì rất là khó giống như đại cát tìm vàng tại vì giai đoạn này thị trường chúng ta có những yếu tố nó phân hóa mặc dù có những yếu tố nó tăng điểm nhưng sao vài phiên sau nó cũng lại chỉnh lại thôi nên chủ yếu bây giờ các anh chị có thì các anh chị cứ nắm giữ thêm những cái lượng hàng của mình và cơ cấu lại một và ngoài ra có những mạo phiếu này các anh chị nên chú ý này em cũng đã lên một cái danh sách để cho anh chị có thể theo dõi trong giai đoạn sắp tới là những mạo phiếu như là D2D này tiếp theo là DRH này FPT EGC này là những mã phiếu anh chị chú ý ngoài ra có thêm mã phiếu là BVS anh chị có thể chú ý năm mã này trong giai đoạn sắp tới hoặc có chị có thể là giải ngân đánh ngắn đối với những mã phiếu này thì cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video của em thì chúc các anh chị đầu tư có thể là đầu tư ngày càng thành công hơn trong giai đoạn sắp tới